Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này á, mình chia sẻ với các bạn cái cách để mình tận dụng những cái ống nước cũ á, để mình làm cái máy che mưa che nắng. Thì cái cách này á, mình có thể mình áp dụng mình làm máy che cho những cái chuồng mình nuôi thú cưng, hoặc là che máy bơm nước, hoặc các bạn á, cũng có thể áp dụng cái cách này để làm máy che cửa sổ hay là những cái vật trang trí ha. Cái cách làm nó cũng rất đơn giản. Và bây giờ mình sẽ cắt một cái đoạn ống và mình cắt tượng trưng nó là 50 cm. Để cắt một cái đường ống tròn và chia đôi cái đường ống tròn này ra đó, thì các bạn chỉ cần một cái tờ giấy này thôi là mình sử dụng được rồi. Đầu tiên đó, các bạn lồng cái tờ giấy vô này và các bạn canh cho hai cái mí của tờ giấy này nó bằng nhau. Xong sau đó mình đẩy nó lên cái vạch mình làm dấu. Và bây giờ các bạn cứ lấy viết á, mình kẻ theo cái cạnh của cái tờ giấy này thôi các bạn. Sau khi kẻ xong á, thì cái cạnh bên này nè nó rất là thẳng. Và bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn này ra. Khi cắt cái ống nước á, các bạn dùng cái lưỡi cắt gạch á, thì mình cắt nó rất là ngon nha các bạn. Và các bạn đừng có dùng cái lưỡi cắt sắt, nếu đối đế lắm á, mình mới dùng cái lưỡi này. Cái lưỡi cắt sắt này cắt nhựa nó không có được ngon bằng. Để chia đôi cái đường ống nước này ra đó các bạn, thì bây giờ các bạn cũng lấy cái tờ giấy ha và mình đưa nó vào đây, và ở chỗ giáp mí này đó, mình sẽ đánh dấu ở bên đây, sau đó mình sẽ gấp cái chỗ này lại các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái giấy này vô cái ống nước lại, mình làm dấu một cái cạnh ở bên này. Sau đó đó mình gấp cái tờ giấy này lại làm đôi. Ý, bây giờ các bạn đặt cái tờ giấy vô ở giữa cái chỗ mình làm dấu á. Và đi qua bên này. Mình sẽ làm dấu ở đây. Bây giờ các bạn dùng một cái cây sắt vuông hoặc là cái cây gỗ đó các bạn. Cái mặt phẳng này nó phải phẳng ha. Nếu như cái cây sắt này mà nó cong thì cái đường kẻ của mình nó sẽ bị cong. Bây giờ các bạn đặt cái cây xuống đây và cái cạnh này nó cũng thật là thẳng. Bây giờ mình đặt cái chỗ làm dấu á cho nó trùng vô cái cạnh của cây thước. Và bây giờ mình sẽ cắt cái đường này ra các bạn. Và bây giờ mình sẽ tạo sóng cho cái ống nước này. Nếu các bạn thích cái sóng vuông á thì mình chuẩn bị một cái cây vuông. Nếu các bạn thích cái sóng tròn á thì mình chuẩn bị một cái cây tròn. Trước khi mình làm mềm cái ống đó các bạn, thì mình giới thiệu cho các bạn luôn ha. Có một số bạn lúc trước cũng hỏi mình á, thì cái súng này á, loại súng Toto hàng của Trung Quốc, giá thì nó cũng rất là rẻ các bạn. Và mình xài á, bữa nay cũng được 3 năm rồi, mình thấy nó cũng khá là tốt. Nếu các bạn ít tiền á thì mình mua cái máy này mình xài, mình thấy nó rất tốt rồi các bạn. Mình chêm cho nó cố định lại để nó không có bị xoay qua xoay lại. Khi khò nhiệt á, thì các bạn nhớ khò ở giữa đường kẻ và đều tay. Thì đoạn ống này á, mình khò khoảng chừng 1 phút là nó đã mềm rồi các bạn. Nó cũng giống như là một cái tấm tôn bằng nhựa ha. Và bây giờ mình sơn lên cái tấm nhựa này. Thì các bạn thích màu nào thì mình sơn màu đó thôi. Nhưng trước khi sơn đó các bạn, thì các bạn nhớ là phải tẩy cái mực của cái bút lông này ra. Tại vì cái này là bút lông dầu á, mình chùi nó không ra được. Nếu mình để luôn á thì khi mình xịt cái sơn này á, nó sẽ không có phủ được cái màu này. Bây giờ các bạn dùng ankol á, cái loại 90 độ, dùng cồn 90 độ á, mình xịt nó lên đây một chút. Rồi mình lấy giấy các bạn, mình lau là nó hết thôi.
Khi các bạn sử dụng cái bình sơn xịt để sơn á, nếu các bạn muốn đẹp á, thì cái cách sơn nó như thế này các bạn. Ở đây là cái điểm đầu nè, và ở đây là cái điểm cuối. Và khi bắt đầu á, các bạn không nên xịt ngay cái vị trí điểm đầu này. Như vậy á, khi mà xịt tại đây á, thì nó sẽ ra một cái vệt nó rất là xấu. Và cái điểm xịt đầu tiên á, là các bạn phải xịt ở bên ngoài này. Xong sau đó đó, mình di chuyển nó qua bên này. Và hết cái điểm cuối, cái tay mình buông ra. Xong sau đó đó, mình bóp lại. Và mình kéo cho nó lên hết cái điểm đầu. Và mình buông cái ngón tay này ra. Thì như vậy nó mới đều và đẹp được. Và trước khi sơn á, các bạn nhớ lắc cái bình sơn lên. Đó, các bạn thấy sơn nó phủ rất là đều, rất là đẹp ha. Cái bình sơn á, các bạn phải đặt cách xa từ 10 đến 15cm. Nếu mình đặt quá gần đó các bạn, thì khi mình sơn á, thì sơn nó sẽ bị chảy. Và khi sơn á, các bạn nhớ di chuyển cái cánh tay á, cho nó đều. Và mình sơn á, là từ dưới lên trên. Và cứ tuần tự như vậy á, thì mình sẽ sơn hết cái vật mình cần sơn. Và khi sơn lần đầu xong rồi đó, thì các bạn phải để cho nó khô. Nếu như mà nó chưa khô á, mà các bạn sơn tiếp á, thì cái sơn nó sẽ bị chảy, nó sẽ đọng lại trên cái bề mặt cần sơn. Thì mình nhìn nó rất là xấu nha các bạn. Sau khi sơn xong á, các bạn thấy nó rất là đẹp ha. Và bây giờ á, mình sẽ lắp lên trên hai cái cây sắt này. Sau khi mình làm xong rồi đó các bạn thấy nó rất là đều, rất là đẹp à các bạn ha. Và những cái chỗ trồng mí này à các bạn, sóng trên và sóng dưới á, nó ôm nhau rất là khít. Thật ra nước mưa nó không bao giờ nó lọt vô đây được. Và bây giờ mình sẽ thử nước cho các bạn xem ha. Mình dừng video tại đây, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.